Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 10 năm 2010, Nguyễn Tân Dũng đích thân bổ nhiệm đàn em thân tín Nguyễn Ngọc Sự vào ngôi vị cho bu của Vinasin. Với ba chủ tịch hội đồng quản trị của PVN, Vinasin và Ocean Bank là Đinh La Thăng, Nguyễn Ngọc Sự, Hà Văn Thắm. Nguyễn Tân Dũng đã thiết lập nên bộ máy hút tiền khổng lồ. Đinh La Thăng là tư lệnh chuyển tiền từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PPN sang Ngân hàng Thương mại của phần Đại dương Ocean Bank, con số chuyển có lúc lên tới 25.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Sự là tư lệnh chuyển tiền từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin sang Ocean Bank và Hà Văn Thắm là tư lệnh chuyển tiền từ Ocean Bank ngược vào túi các đồng chí phe qua cái gọi là tiền ngoài lãi suất và trò phá sản. Tổng cộng số tiền chạy ngược từ Ocean Bank vào túi các quan chức trong PVN và đàn em doanh nghiệp là 1.500 tỷ đồng. Vào túi băng đảng Vinasin và Nguyễn Ngọc Sự là 105 tỷ đồng. Sau khi sau nhiệm vụ rửa tiền công chảy vào túi riêng, Ocean Bank tuyên bố phá sản 2.000 tỷ đồng mà Ocean Bank thiệt hại đã bốc hơi tan vào không gian giàu có của Bộ Tứ Dũng Thăng Sự Thắm. Bên cạnh đó, khi Ocean Bank phá sản thì PVN cũng mất theo 800 tỷ đồng mà tư lệnh thăng đã chuyển vào tư lệnh thắm. PVN mất trắng nhưng các quan chức lãnh đạo thì không. Vì nhà nước mất trắng nhưng chúng ta ôm chọn là chủ trương và mục tiêu của mọi quan chức cầm quyền Cộng sản. Vấn đề là ai đang là kẻ ngồi ghế có cơ hội làm giàu tốt nhất. Tính ra phải đến hơn 3.600 tỷ đồng được các quan to cộng sản hô biến so với con số này thì 119 tỷ đồng mà Nguyễn Phú Trọng dùng để đem đốt hai khúc củi Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh xem ra quá nhỏ sau khi tuyên án Hà Văn Thắm mức án trung thân vào cuối tháng 9 năm 2017 chồng và đầu tư lệnh Đinh La Thăng 13 năm tù và cho con ruồi Trịnh Xuân Thanh làm ma trong tù cộng sản vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 Ngày 26 tháng 1, Chính ủy Công an kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an C46 khởi tố và bắt giam Nguyễn Ngọc Sự. Tội của Nguyễn Ngọc Sự đã được Nguyễn Phú Trọng bỏ vào túi đàn em công an, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Vinasin gửi vào Ocean Bank để cùng với đồng bọn chiếm đoạt 105.583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất trục tứ quỷ dũng thăng sự thắm đã bị quỷ chúa bứng hết ba còn lại khúc củi nguyễn Tân dũng trơ trọi một mình không còn là câu hỏi có hay không mà là lúc nào nguyễn phú trọng sẽ cho nguyễn Tân dũng vào lò thời điểm tùy thuộc vào lệnh của thiên triều bắc kinh bật đèn xanh cho tổng thái thú nguyễn phú trọng tiến vào bước sau cùng chiến dịch hán hóa 100% thành phần lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ba Đình. Ngày 26 tháng 1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sự, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinasin SBIC để điều tra về tội lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nhà ông Sự để phục vụ công tác điều tra. Các quy định của lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ông Sự bị bắt trong quá trình C46 điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Quá trình điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được xác định Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức quyền lạm dụng trong việc sử dụng nguồn tiền của tập đoàn Vinasin gửi vào ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Ocean Bank để một số cá nhân thuộc Vinasin nhận chiếm đoạt 105.583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung mở rộng điều tra án làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi kê biên tài sản do phạm tội mà có. Năm 2012, ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tại PVN ông Sự là Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của cả tập đoàn. Tháng 8 năm 2017, ông Sự nhận quyết định nghỉ hưu thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Trước khi bị bắt ngày 25 tháng 1, ông Nguyễn Ngọc Sự sinh năm 1957 đã nhận quyết định nghỉ hưu thôi vị trí chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinasin. Nay là SBIC. Từ đầu tháng 8 năm 2017, ông Sự đảm nhiệm vị trí chủ tịch SBIC từ ngày 9 tháng 10 năm 2010. Trước đó, ông Sự là Phó tổng giám đốc phụ trách mạng tài chính của tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN. Năm 2008, trong thời gian làm phó tổng giám đốc PVN, ông Sự đồng thời là người đại diện phần vốn nhà nước tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Ocean Bank. Năm 2010, khi nhận quyết định sang Vinasin, ông Sự bàn giao trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Ocean Bank cho ông Nguyễn Xuân Sơn, người đã bị tuyên tử hình trong vụ án tại nhà băng này. Vài tháng sau khi nhận bàn giao, đầu năm 2011, ông Sơn cũng trở về PVN để nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc rồi tổng giám đốc PVN. Tháng 7 năm 2014, ông Sơn trở thành chủ tịch PVN cho đến vài ngày trước khi bị bắt năm 2015. Liên quan đến việc điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an C46 xác định ông Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của tập đoàn Vinasin gửi vào Ocean Bank để một số cá nhân thuộc Vinasin nhận chiếm đoạt 105.583 tỷ đồng tiền lãi ngoài phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 25 tháng 1 năm 2018, C46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Ngọc Sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh bắt khám xét trên đã được Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phê duyệt cùng ngày. C46 đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện nay, C46 đang tập trung mở rộng điều tra án, làm rõ hành vi phạm tội thu hồi cây biên tài sản do phạm tội mà có. Được biết, vào tháng 10 năm 2010, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã đích thân bổ nhiệm đàn em thân tín Nguyễn Ngọc Sự vào ngôi vị chóc bu của Vinasin. Ông Nguyễn Ngọc Sự bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Vinasin gửi vào Ocean Bank để một số thuộc cấp nhận chiếm đoạt 105 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 1 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt ông cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin (SBIC) để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc xử lý hình sự ông Sự nhằm trong diễn biến mở rộng điều tra giai đoạn 2, vụ án xảy ra tại ngân hàng Ocean Bank và tiến tới cửa nhà của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trước đó, ông Sự đã bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ ra vai trò nhất định trong vụ án Đinh La Thăng và ngân hàng Ocean Bank. Cụ thể, theo cáo trạng số 13 CTR, Viện Kiểm sát tối cao V3 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong vụ án, cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN trong việc góp 800 tỷ đồng vào Ocean Bank, hành vi của ông Nguyễn Ngọc Sự trong quá trình PVN góp vốn vào Ocean Bank dẫn tới việc tập đoàn này thất thoát và mất trắng 800 tỷ đồng như sau. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng tư vấn PVN Nguyễn Ngọc Sự phân công chỉ đạo ban tài chính kế toán do Ninh Văn Quỳnh kế toán trưởng kiêm trưởng ban tiến hành thẩm định đánh giá hoạt động của Ocean Bank. Ngày 18 tháng 9 năm 2008, Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản số 140 B trên CVNB NNS về việc đàm phán với ngân hàng Ocean Bank để báo cáo trình Hội đồng Quản trị, PVN xem xét phê duyệt và ký thỏa thuận với Ocean Bank về việc đầu tư. Ngày 29 tháng 9 năm 2008, Nguyễn Ngọc Sự ký báo cáo số 146 trên CVNB NNS gửi Hội đồng Quản trị PVN. Mặc dù báo cáo đánh giá về năng lực của Ocean Bank yếu nhưng ông Sự vẫn nhận định và đề xuất sự cần thiết tham gia đầu tư của PVN vào Ocean Bank để trình Hội đồng Quản trị. Ngày 23 tháng 10 năm 2008, Nguyễn Ngọc Sự được cử làm người đại diện phần vốn của PVN tại Ocean Bank 12%. Nguyễn Xuân Sơn, trưởng ban chủ trị thành lập ngân hàng Hồng Việt 8%. Ngày 29 tháng 12 năm 2008, Nguyễn Ngọc Sự được cử làm người đại diện góp vốn vào PVN 20%. Tháng 12 năm 2010, Nguyễn Ngọc Sự thôi tham gia đại diện vốn tại PVN tại Ocean Bank để chuyển sang làm chủ tịch hội đồng tư vấn tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinasin đến khi về hưu vào tháng 7 năm 2017 vừa qua. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao nhận định việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ocean Bank trước khi PVN tham gia đầu tư góp vốn lần thứ nhất, lần thứ hai thuộc trách nhiệm của Nguyễn Ngọc Sự. Cụ thể, ngày 18 tháng 9 năm 2008, Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản số 140B CVNB NNS gửi Đinh La Thăng báo cáo kết quả đàm phán với Hà Văn Thắm, Chủ tịch Ocean Bank, kèm theo báo cáo đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu tài chính của Ocean Bank, trong đó có nêu. Nhìn tổng thể đến 31 tháng 3 năm 2008, ngân hàng thương mại cổ phần đại dương là ngân hàng có quy mô nhỏ, khả năng thanh toán thấp. Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, Ocean Bank đứng trước khó khăn trong vấn đề huy động vốn với lãi suất hợp lý để cân đối với nguồn sử dụng, ngân hàng thương mại của phần đại dương thuộc nhóm TCTD có xếp hạng trung bình khá trong số các ngân hàng thương mại của phần. Cùng ngày, mặc dù không tổ chức họp Hội đồng Quản trị, không lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị, nhưng Đinh Lã Thăng đã ký thỏa thuận số 6934 trên TTHT. Petro Việt Nam and Ocean Bank với Hà Văn Thắm để PBN tham gia góp vốn vào Ocean Bank theo nội dung của các bên đã thống nhất. Ngày 29 tháng 9 năm 2008, Nguyễn Ngọc Sự ký tiếp văn bản số 146 CVNB NNS gửi Hội đồng Quản trị đánh giá về năng lực của Ocean Bank nêu rõ tính thanh khoản của ngân hàng hiện nay kém và rất nhạy cảm với bất cứ biến động nào của thị trường tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Ocean Bank giảm từ 30,6% năm 2006 xuống còn 19,5% năm 2007 xuống còn 18,6% cho những tháng đầu năm 2008. Từ đó PVN kết luận tình hình hoạt động của Ocean Bank như sau. Ocean Bank là ngân hàng thương mại cổ phần của quy mô hoạt động nhỏ. Tổng tài sản đến hết tháng 6 năm 2008 là hơn 10.000 tỷ đồng, trong quý 2 năm 2008, Ocean Bank không tiếp tục trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, mặc dù các khoản vay dưới chuẩn vẫn gia tăng. Do đó, số liệu tháng 6 do thấy phát sinh lỗ nếu ngân hàng hạch toán đúng các khoản thu nợ và tiến hành ra soát lại hoạt động tín dụng dự phòng cho hoạt động đầu tư Hiện nay, Ocean Bank đang đứng trước bài toán nặng nề nhất về khả năng đứng vững và có thể phát triển trong giai đoạn thị trường tài chính, tiền tệ đang có nhiều biến động. Cạnh tranh khốc liệt ở một số tương lai rất gần khi khả năng thanh khoản kém, vốn và tiềm lực tài chính thấp, chất lượng tài sản thấp, hết trích. Trước khi Đinh La Thăng và Hà Văn Thắm ký thỏa thuận hợp tác vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, Hà Văn Thắm đã chủ động gặp và bàn bạc với Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Ngọc Sự và Nguyễn Mạch Hà, chuyên viên ban chủ bị ngân hàng Hồng Việt để trao đổi thống nhất việc PVN góp 400 tỷ đồng, 20% trong đợt vốn mới của Ocean Bank. Trong đợt tăng vốn lần 2 của Ocean Bank, PVN góp thêm 300 tỷ đồng để thực hiện việc này, ngày 20 tháng 5 năm 2010, Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản số 100 KVN, NNS gửi Hội đồng Quản trị PVN đề nghị Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Ocean Bank tăng vốn điều lệ năm 2010 lên 5.000 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 5 năm 2010, Nguyễn Ngọc Sự có văn bản số 106 CVNB TCNS gửi Hội đồng Quản trị và ngày 27 tháng 5 năm 2010, Bùi Thị Nguyệt, thành viên BKS có văn bản báo cáo Đinh La Thăng bổ sung thêm thông tin về phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng của Ocean Bank và ngày 29 tháng 5 năm 2010, Đinh La Thăng có ý kiến đồng ý tăng vốn. Trục tứ quỷ Dũng Thăng Sự Thắm đã bị quỷ chúa bứng hết ba, còn lại khúc củi Nguyễn Tân Dũng chơ trọi một mình. Không còn là câu hỏi có hay không mà là lúc nào Nguyễn Phú Trọng sẽ cho Nguyễn Tân Dũng vào lò. Thời điểm tùy thuộc vào lệnh của Thiên triều Bắc Kinh bật đèn xanh cho tổng thái thú Nguyễn Phú Trọng tiến hành bước sau cùng chiến dịch hán hóa 100% thành phần lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ba Đình Việt Nam.